trong các thầy cô và các bạn học sinh thân mến, những dịp Tết đến xuân về, mỗi gia đình lại có gì vậy? Tụ họp xuân về là mùa xuân này chúng em rất có một mừng vì được tham gia chương trình xuân yêu thương. Về với chương trình với lớp học của lớp kết khi được tham gia chương trình này, có chương trình nhé. Rồi.